Hôm nay lên cho cả nhà top 3 xe đạp cào cào. Đây là ba con xe đạp cào cào Rigaton Unbet. Và đây là ba con xe cào cào 3 số hết cả nhà. Đây, 3 số hết. Con số 1 màu đen, con số 2 màu lông chuột, con số 3 là màu đen. Thì ngăn cách nhau là bởi một con màu lông chuột cho nó dễ hết cả nhà. Thì đây là ba con xe 27 inch hết và 3 số DJ Kuro. Đây cả nhà, rất là đẹp luôn. Thì đây là những con xe tuyển chọn hết nha cả nhà, cho nên là về chất lượng thì cả nhà yên tâm. Con màu đen này thì 3 số dây cro nè cả nhà. Đó. Thì con này thì là sườn nhôm và sườn nhôm. Thì xe cào cào này hổm rày thì cái những cái video trước á mình hầu như là bán hết rồi ha cả nhà, cho nên là hôm qua có lên một con 5 số là còn nè. Và ba con này nha cả nhà. Đó. Thì ba con này là ba con 3 số. Đây. 3 số nha cả nhà. Lưu ý xe 5 số và xe 3 số thì nó khác nhau ở những cái cấp số thôi. Còn lại đồ đạc trên xe là gần như là giống nhau. Chỉ có là những cái con xe này thì đời xe khác nhau thì nó sẽ có một số chi tiết khác nhau nhẹ thôi chứ cũng không phải là khác nhau nhiều. Đó, cho nên là chúng ta quan tâm tới cái việc là 3 số với 5 số thôi. Còn lại mấy cái chi tiết khác thì cũng là đồ Shimano hết, cho nên là cả nhà yên tâm ha. Cái đùm này là cái đùm mà Shimano mới nè cả nhà. Đó. Hay gọi là Shimano Inter 3 ha. Thì ba cấp số thì nó sẽ phân ra cái số nó sẽ phân ra nhỏ nhưng mà nó không đều bằng năm số. Tức là số 1, số 2 và số 3, số 1 là số nhẹ, số 2 là số vừa, số 3 là số nặng. Số nặng là khi mà chúng ta đã lên hết số rồi, đã lên số 3 thì nó bằng khoảng số 4 của xe 5 số nha cả nhà. Còn xe 5 số thì cái cấp số nó sẽ chia ra nhiều hơn. Cho nên là xe 5 số sẽ mắc tiền hơn và xe 3 số sẽ rẻ hơn. Và cả nhà cứ yên tâm là cái số 3 này nó cũng rất là nặng nha, chứ không phải là nhẹ đâu. Khi mà chúng ta lên dốc thì chúng ta phải trả về số 2 và số 1 đó. Còn xe 5 số thì cũng vậy, khi mà lên dốc thì chúng ta cũng cần phải trả về số 2, số 1 chứ không có để số đó đạp được đâu nha cả nhà. Cho nên là chúng ta mua một chiếc xe thì ví dụ như cần thiết thì mua xe 5 số, còn không cần thiết cứ xài bình thường thì xe 3 số này nó đã đủ đáp ứng nha cả nhà. Và cái giá trị của nó thì cũng rẻ hơn so với xe 5 số. Ba con xe này đều là sườn nhôm hết nha cả nhà. Đây, sườn sườn nhôm mối hàng vảy cá. Thì đây là những con xe nội địa Nhật đã qua sử dụng. Nếu như ai đang tìm kiếm một con xe mới thì bỏ qua video này, tại vì đây là những con xe đã qua sử dụng nội địa Nhật hàng bãi rồi tuyển chọn lại nha cả nhà. Đó. Cho nên là chúng ta lưu ý về cái vấn đề này nha. Đây. Ngoài cái sườn nhôm ra còn lại là ba ga nè, tâm đũa, đùm niềng đồ này kia là inox hết. Và ngoài trước cũng là rổ zin inox bản Nhật. Như con xe này thì cái rổ của nó cũng là của Rigaton luôn. Đó. Và đùm trước là đùm năng lượng. Khi mà chúng ta chạy thì cái đùm này nó sẽ kết hợp là cái dynamo, nó sẽ cấp điện sáng cho cái đèn này. Cho nên là chúng ta không cần phải mua thêm đèn pin. Đó. Thì cái này là cái hay của xe đạp cào cào. Và một con xe mà chúng ta mua thì về gia đình ai cũng có thể đi được ha cả nhà. Cập nhật với cả nhà, hôm qua mình có cập nhật một số cái bảo mật của cái kênh á. Thì nó đang bị lỗi ở cái tên, cho nên là bữa nay đổi thành tên Phúc Trương. Nhưng mà đây là kênh xe đạp Nhật Bãi nha cả nhà, kênh xe đạp Nhật Bãi trước giờ. Thì chúng ta vào xem những cái video thì trước giờ vẫn còn y nguyên. Nhưng mà cái tên nó thay đổi chút xíu. Thì cái tên thì không thay đổi lại được liền. Cho nên là hiện tại là kênh xe là nó đang để là Phúc Trương ha. Cái này là cập nhật cho cả nhà nha. Thì ba con xe này thì sẽ là bằng giá với nhau nha cả nhà. Là 4 triệu 8. Đó. Thì con nào cũng vậy thôi. Con nào cũng là xe 3 cấp số hết. 4 triệu 8 con này màu lông chuột ha. Ví dụ như mình thích màu nào thì mình chơi màu đó. Còn đây là những con xe tuyển chọn. Thứ nhất là đùm số đã được kiểm tra nè. Thứ hai là thắng khóa đầu này kia là có hỗ trợ đầy đủ hết rồi. Cho nên là khi mà chúng ta mua những cái xe này thì về chúng ta là sử dụng liền luôn nha cả nhà. Không cần phải sửa đổi gì hết. Còn ví dụ như chúng ta muốn nâng cấp hay là muốn làm nó đẹp hơn thì cái đó là quyền của mỗi người. Ví dụ như về chúng ta đánh bóng, đánh bát gì đó thì mỗi người có một cách sử dụng riêng. Còn xe này đã được kiểm tra hết rồi, về là đi thôi ha. Con này cũng xài dây sơn luôn. Nói chung xe thì xài dây sơn hết nha cả nhà. Đây, ra cái ton. Và đặc biệt là con xe này nó sẽ sử dụng
cái thắng trước là thắng đùm bi nha cả nhà. Đây đó, thì nó đã sử dụng thắng đùm bi rồi cho nên ở đây không có thắng nha cả nhà. Đó, còn ví dụ như thắng thường, thắng ngàm nè, đó thì ở đây nó sẽ không kết hợp với cái đùm. Đây đó, nó sẽ có cái thắng bi ở đây luôn. À, cũng rất là hay ha. Thì cũng bằng giá luôn nha cả nhà. Con này cũng là 4,8 triệu luôn nè. Đó. Rồi, con này cũng vậy, con này là con Anbet màu đen nè. Đó. Con này thì sử dụng cái rổ Marusi luôn, cũng là đùm trước là đùm năng lượng ha. Khi chúng ta chạy thì nó sẽ phát sáng cái dynamo này. Ở đây cũng vậy luôn, thì cũng là đùm năng lượng, khi chạy phát sáng dynamo này. Thì ba con xe này mình đã có chụp hình chi tiết hết rồi. Cho nên là khách cần thì cứ alo cho mình gửi hình chi tiết ha. Báo số thì gửi hình chi tiết. Cả nhà có thể kết bạn qua Zalo để mình gửi hình ảnh ha cả nhà. Con màu đen ở trong là con số 3. Con màu đen này là con số 1. Đồng giá là 4,8 triệu hết nha cả nhà. Ba con xe này. À, giá xe chưa bao gồm phí vận chuyển. Ví dụ như khách hàng ở tỉnh nào thì mình sẽ có cái bảng giá phí ở tỉnh đó. Và khách cần thì cứ kết bạn qua Zalo. Số điện thoại mình có để ở phần mô tả ha cả nhà. Nhắc lại kênh này là kênh xe đạp Nhật Bãi. Nhưng mà do hôm qua mình có cài đặt lại cái kênh cập nhật thêm mấy cái bảo mật cho nên là nó bị đổi tên. Và hiện tại chưa đổi lại được. Cho nên đổi thành tên là Phúc Trương ha. Phúc Trương là tên của mình. À, rồi, cả nhà nào chơi thì alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 089 883 1234. Xe đạp Nhật Bãi xin chào và hẹn em cái clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.